Xin chào các em, hôm nay cô và các em gặp nhau trong chương trình dạy học trực tuyến. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiết 41 bài 38 Kinh tế Bắc Mỹ. Nói đến kinh tế là nói đến 3 vấn đề: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về nông nghiệp. Vậy nền nông nghiệp Bắc Mỹ có những thuận lợi và khó khăn gì? Đặc điểm cũng như sự phân bố sản xuất nông nghiệp như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì cô trò chúng ta cùng bước vào phần 1 nhỏ. Nền nông nghiệp tiên tiến. Các em đi vào phần A nhỏ đặc điểm. Các em lật sách giáo khoa ra trang 119. Em hãy quan sát bảng số liệu nông nghiệp các nước Bắc Mỹ năm 2001. Như vậy, qua bảng số liệu ta thấy là các nước Bắc Mỹ gồm Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Với các số liệu được thể hiện trong bảng gồm dân số, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, lương thực có hạt, bò và lợn. Các em quan sát cột thứ 3, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp. Qua bảng ta thấy tỷ lệ lao động trong nông nghiệp thấp, cụ thể là Canada 2,7%, Hoa Kỳ 4,4% và Mexico là 28%. Nhưng sản lượng lương thực có hạt ở Bắc Mỹ lại rất là lớn. Canada là 44,25 triệu tấn, Hoa Kỳ là 325,31 triệu tấn và Mexico là 29,73 triệu tấn. Tương tự như vậy, chúng ta thấy là sản lượng bò lợn thì chiếm sản lượng lớn. Canada là 12,99 triệu con bò, còn Hoa Kỳ là 97,27 triệu con bò, Mexico là 30,6 triệu con bò. Về lợn, Canada là 12,6 triệu con, Hoa Kỳ là 59,1 triệu con và Mexico là 17,7 triệu con. Như vậy, qua bảng số liệu này chúng ta có thể kết luận rằng nền nông nghiệp Bắc Mỹ phát triển mạnh mẽ và đạt trình độ cao. Các em ghi bài. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp thấp nhưng nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ cao. Vậy nguyên nhân do đâu mà nền kinh tế Bắc Mỹ lại phát triển mạnh mẽ như vậy? Cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do điều kiện tự nhiên thuận lợi, và nguyên nhân thứ hai là do áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Các em hãy dựa vào lược đồ tự nhiên Bắc Mỹ kết hợp với kiến thức các em đã được học. Hãy cho biết là điều kiện tự nhiên Bắc Mỹ có thuận lợi gì đối với sản xuất nông nghiệp. Như vậy, chúng ta thấy điều kiện tự nhiên Bắc Mỹ có những cái thuận lợi rất là lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Đó là những cái thuận lợi gì các em? Đó là đồng bằng trung tâm diện tích rộng, sông hồ lớn cung cấp nước phù sa, nhiều kiểu khí hậu thuận lợi cho hình thành các vành đai nông nghiệp chuyên môn hóa cao, nhiều giống cây trồng và vật nuôi. Và đây là một số hình ảnh thể hiện kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ. Hình 38.1 là hình thu hoạch bông. Và đây là những cái hình ảnh hệ thống kênh mương trên đồng ruộng, hệ thống tưới xoay tròn. Và đây là hệ thống tưới tự động trong nông nghiệp. Và đây là hình ảnh trồng rau trong nhà kính. Như vậy, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, trình độ khoa học kỹ thuật cao thì sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn. Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ và Canada chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Các em ghi bài. Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi thì nền nông nghiệp Bắc Mỹ cũng gặp một số khó khăn. Các em quan sát hình. Đây là một số khó khăn mà nền nông nghiệp Bắc Mỹ phải gặp phải. Đó là việc sử dụng phân bón thuốc trừ sâu gây ô nhiễm nguồn nước.
các mặt hàng nông sản vấp phải sự cạnh tranh trên thị trường. Kem ghi bài cho cô. Khó khăn, sử dụng nhiều thuốc trừ sâu phân bón gây ô nhiễm môi trường và nhiều nông sản có giá thành cao bị cạnh tranh trên thị trường. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ bước vào phần B nhỏ. Sự phân bố sản phẩm trong nông nghiệp. Các em quan sát cho cô lượt đồ hình 38.2 kết hợp với kiến thức đã học, thì cô và các em sẽ hoàn thành cái bảng phân bố một số cây trồng vật nuôi chủ yếu ở Bắc Mỹ. Đây là cột cây trồng và vật nuôi chính và một cột là phân bố. Như vậy chúng ta thấy lúa mì là phân bố chủ yếu ở phía Nam Canada và phía Bắc Hoa Kỳ. Cây công nghiệp nhiệt đới như là bông, mía, chuối, ngô phân bố chủ yếu ở ven vịnh Mexico và quần đảo Antilles. Cam, chanh, nho phân bố chủ yếu ở phía Tây Nam Hoa Kỳ. Chăn nuôi gia súc lớn phân bố chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên phía Tây Hoa Kỳ và sơn nguyên Mexico. Như vậy chúng ta thấy sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Mỹ rất đa dạng, từ cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, cây cọ nhiệt đới đến chăn nuôi gia súc được phân bố khá tập trung. Nguyên nhân là do sự phân hóa của các kiểu khí hậu theo chiều Bắc Nam và theo chiều Tây Đông, do lãnh thổ của Bắc Mỹ kéo dài qua nhiều kinh độ và vĩ độ. Điều đó đã làm cho sản phẩm nông nghiệp của Bắc Mỹ cũng phân hóa theo chiều Bắc Nam và theo chiều Tây Đông. Cụ thể, theo chiều Bắc Nam thì ở phía Nam Canada và phía Bắc Hoa Kỳ chủ yếu là trồng cây lúa mì. Xuống phía Nam là các cây như là ngô, lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa. Ven vịnh Mexico là trồng bông, mía và cây ăn quả. Theo hướng từ Đông sang Tây thì phía Tây trên vùng núi và cao nguyên thì chủ yếu là chăn thả gia súc. Và phía Đông thì hình thành nên các cái vành đai chuyên canh cây công nghiệp hoặc là cái vành đai chăn nuôi. Các em ghi bài. Phân bố nông nghiệp có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Theo hướng Bắc Nam, phía Nam Canada, Bắc Hoa Kỳ thì chủ yếu là trồng lúa mì. Xuống phía Nam là chủ yếu mình trồng các loại là ngô, lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa. Ven vịnh Mexico thì trồng bông, mía và cây ăn quả. Theo hướng Đông Tây, phía Tây trên các vùng núi và cao nguyên là chăn thả gia súc. Và phía Đông là hình thành các vành đai chuyên canh cây công nghiệp hoặc là vành đai chăn nuôi. Các em ghi bài. Và đây là một số cái hình ảnh sản phẩm nông sản ở Bắc Mỹ. Lúa mì ở Nam Canada và Bắc Hoa Kỳ. Và đây là hình ảnh cánh đồng mía và bông ở ven vịnh Mexico. Và đây là trang trại nuôi bò, nuôi lợn theo quy mô trang trại. Về nhà, các em học bài và chuẩn bị cho cô bài mới, bài 39. Chuẩn bị các câu hỏi là đặc điểm công nghiệp Bắc Mỹ, các ngành công nghiệp quan trọng, vai trò của ngành dịch vụ. Và đặc biệt là làm cho cô các cái bài tập sau đây để cô chấm, cô lấy điểm miệng. Đó là bài tập 1.
Vì sao Bắc Mỹ có nền nông nghiệp tiên tiến? Và bài tập 2 là trình bày sự phân bố sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Mỹ. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập thật tốt.